đến hẹn lại lên vào đầu của mỗi tháng. Tình sẽ cập nhật cái bảng giá lăn bánh của tất cả các dòng xe Toyota ha. Cập nhật lại coi xe của tháng 7 nó có khác tháng 6 ở chỗ nào hay không. Thì Fortuner bây giờ là tất cả các dòng xe đều là đặt hàng hết anh em nha. Đặt hàng tại vì lượng chip nó không có đủ, không có đủ để cung cấp cho khách hàng nhà máy sản xuất. Thì có thể tùy dòng xe, đặt xe từ tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 9 mới có xe ha. Thì cũng khuyến cáo anh em có một số trường hợp mua xe mắc mua phụ kiện dành cho Fortuner thì hầu như là không có, nên anh em cũng không cần quan tâm. Và anh em chỉ cần là mua xe và đợi đi. Xe này không phải xe hot để anh bỏ tiền ra vài chục triệu để mình lấy gói option để mua xe Fortuner đâu ha. Chẳng qua nó không có linh kiện thôi, không phải xe hot. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu là Toyota Fortuner nó có tất cả là 6 phiên bản, bao gồm 4 phiên bản máy dầu lắp ráp trong nước. Thì trong 4 phiên bản đó thì có 2 phiên bản thường và 2 phiên bản Legender thiết kế thể thao. Và 2 phiên bản còn lại là 2 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, được trang bị là máy xăng, tất cả đều số tự động 1 cầu và 2 cầu ha. 2 cầu. Thì hôm nay chúng ta cùng đến với bảng giá lăn bánh của dòng xe Toyota Fortuner vào tháng 6. Và trong tay đây, trong tay Tình là bảng giá lăn bánh của dòng xe Toyota Fortuner vào tháng 6. Thì chúng ta cũng biết là tháng 7 chứ, qua tháng 6 thì trước bạ nó đã hết 10%, nên tháng 7 chúng ta cũng đã trước bạ 10%, thì giá xe đã tăng đều hết rồi. Và tháng 5 nó dập cho một cái nữa, tăng giá thêm khoảng 20 triệu nữa. Và tùy dòng xe, như Legender tăng đến 50 triệu cơ. Thì hiện nay đầu tiên là máy dầu số sàn đang có giá bán là 1 tỷ 115 triệu, và giá lăn bánh là 1 tỷ 140 triệu, và chúng ta trả trước chỉ khoảng tầm 350 triệu cho dòng xe số sàn máy dầu đầu tiên ha. Thì đối với dầu nó không có màu trắng ngọc trai nên giá xe nó cũng vậy, màu sắc nó như nhau hết. Tiếp theo phiên bản máy dầu số tự động phiên bản thường hiện nay đang có giá bán là 1 tỷ 107 triệu, và giá lăn bánh là 1 tỷ 240, và chúng ta trả trước khoảng tầm 390 triệu là chúng ta đã có một dòng xe ha, máy dầu số tự động phiên bản thường. Và tiếp theo là phiên bản Legender, phiên bản thể thao hơn, cũng là máy dầu số tự động. Hiện nay dòng một cầu nó đã rất là cao rồi anh em nha, 1 tỷ 248 triệu, lăn bánh khoảng tầm 1 tỷ 4, và trả trước khoảng tầm 420 triệu là chúng ta đã có một dòng xe Toyota Fortuner Legender. Và tiếp theo là dòng Fortuner Legender 2 cầu, hiện nay đang có giá bán là 1 tỷ 459 triệu, giá lăn bánh nó là 1 tỷ 630, và chúng ta trả trước khoảng tầm 420 triệu là một dòng xe 2 cầu Legender. Thì mẫu Legender 1 cầu 2 cầu nó khác nhau, nhìn nó sẽ biết là trước tiên là khác nhau của hệ thống. Dòng 1 cầu không có, dòng 2 cầu có. Thì cả phiên bản nó đều có hệ thống âm thanh JBL hay màn hình hệ thống dàn lạnh hai vùng độc lập, nó đều có hết rồi. Nhưng mà nó có một cái như này, một phiên bản 1 cầu và một phiên bản 2 cầu cho anh em vận hành. Nhận biết là hai cầu nó có cái logo Mica ở đây. Và tiếp theo là hai phiên bản cuối cùng là phiên bản máy xăng. Phiên bản máy xăng nhập khẩu bao gồm phiên bản máy xăng một cầu là đây. Hiện đang có giá bán là 1 tỷ 187 triệu, và lăn bánh ở thành phố là 1 tỷ 273 triệu, và anh em trả trước thì khoảng tầm 390 triệu là chúng ta đã có xe ha. Và cuối cùng phải kể đến là dòng xe Fortuner máy xăng 2 cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, này 1 cầu. Thì nó có sự khác biệt như này, những đèo núi hay đi đồi đèo núi thì khách hàng sẽ hay lựa chọn dòng 2 cầu ha. Vô trong rẫy cao su mà nó có hay lầy lội, người ta chọn 2 cầu. Thì 2 cầu hiện nay đang có giá bán là 1 tỷ 277 triệu,
Và giá lăn bánh là 1.430.000 và chúng ta trả trước khoảng tầm 420 triệu là mình đã có một dòng xe Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu. Thì tất nhiên màu trắng ngọc trai sẽ thêm 8 triệu nữa ha. Màu trắng ngọc trai, chỉ riêng số sàn á thì không có màu trắng ngọc trai. Số tự động thì có màu trắng ngọc trai. Về lãi suất Toyota thì nó là 7.29%. Toyota thì không bắt mua bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà nguồn thu nhập của anh em là rõ ràng. Còn nếu cái nguồn thu nhập mình không chứng minh được thu nhập, nguồn thu nhập không rõ ràng á, thì những ngân hàng thương mại cổ phần sẽ cho vay. Nhưng mà hiện nay họ lại có một cái chính sách là bắt khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ anh em ạ. Nên là mình phải nói trước, bảo hiểm nhân thọ để làm gì? Có nhiều khách hàng đó, tôi mua xe tôi mua bảo hiểm vật chất xe thôi, mua bảo hiểm nhân thọ thì đối với bản thân của nhân viên kinh doanh tuổi tình cũng không giải quyết được, tại vì đó là chính sách của ngân hàng rồi. Ngân hàng một phần ông cũng muốn tối đa hóa lợi nhuận, và cũng đó là để bảo toàn cái gói vay của người ta khi chúng ta vay mua xe, đó là ngân hàng ha. Thì cơ bản đó là như vậy. Cập nhật giá vào tháng 7 dành cho dòng xe Toyota Fortuner. Thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu dòng xe Toyota Fortuner, hãy liên hệ qua số hotline 0962 863939 của Tình. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Văn Tình Toyota bằng nút like, subscribe và rung chuông để ủng hộ cho kênh Tình. Anh em nhớ là thời gian giao xe tại thời điểm này có thể là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Nhưng mà cố gắng giúp Tình đừng chấp nhận mua phụ kiện nếu có những anh em nào đó tư vấn về thời gian lấy xe. Tại vì bây giờ đặt nó cũng cần kề nó có rồi, nên là cái tư vấn và lắp đặt option rồi đó là cái nhu cầu anh em cần thiết thì mua, còn không thì thôi không mua ha. Những cái nhu cầu cần thiết anh em có thể dùng giống như là phim kích nhiệt, lót sàn, camera hành trình hay gì đó dành cho Fortuner này nè. Thì đó là những cái thông tin cơ bản Tình muốn đưa đến anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.